là một trong 3 mẫu TV thông minh AI chạy hệ điều hành Android 10 và 11 đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng TV thuộc phân khúc cao cấp với nhiều ưu điểm vượt trội so với các phiên bản Android trước đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem những ưu điểm đó là gì thông qua chiếc TV Coax 4K 55 inch 55UT 7000X ngay bên cạnh Kim Thảo đây. Nếu như bạn là tín đồ của phim ảnh, âm nhạc, giải trí thì chắc chắn là bạn sẽ mong muốn trải nghiệm tất cả những điều tuyệt vời đó trên một chiếc TV nó có hình ảnh sắc nét nè, mượt mà nè, âm thanh chất lượng đỉnh cao phải không nào? Và với chiếc TV này thì Coax cũng đã trang bị cho sản phẩm những công nghệ vô cùng hiện đại và tinh tế, đáp ứng đầy đủ trải nghiệm của người dùng. Phần màn hình thiết kế tràn viền siêu mỏng, công nghệ sản xuất tinh tế tạo ra khung viền màn hình mỏng nhất, vừa khít với phần viền, mang đến cho bạn trải nghiệm hình ảnh vô cực, thị giác vô biên. TV có độ phân giải 4K, màn hình kích thước lớn 55 inch, mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét, sống động cho người xem. Góc nhìn siêu rộng tới 178 độ do TV được trang bị thêm một ống kính lens quang học vào đèn nền, giúp bề mặt phát sáng đồng đều, hình ảnh sáng hơn và trong hơn. Cũng trên chiếc TV này của Coax thì bạn còn được trải nghiệm công nghệ điều chỉnh hình ảnh AI BQ. Cụ thể là công nghệ này sẽ tối ưu hóa hình ảnh từ nhiều chiều và giúp hình ảnh chân thực hơn. Đi cùng với đó là công nghệ giải mã Pure HDR10, công nghệ Color System tiên tiến, mang đến cho bạn hình ảnh tươi và rực rỡ hơn. Được trang bị con chip mới nhất Chameleon Extreme 2.0, hỗ trợ bộ xử lý chất lượng hình ảnh. Vì vậy, khả năng vận hành và xử lý chất lượng hình ảnh của TV được cải thiện đáng kể, hiệu suất tổng thể được cải thiện 38,8%. Nếu như mà bạn muốn thưởng thức âm thanh rạp hát thì cũng không cần phải đi đâu xa. Với TV Coax, nhà sản xuất đã trang bị cho sản phẩm công nghệ Dolby Audio và DTS Studio Sound. Cụ thể, nhờ công nghệ Dolby sẽ khôi phục âm thanh nổi vòm, giúp tăng trải nghiệm nghe, thêm nhiều tận hưởng cho bạn khi xem phim, chương trình truyền hình, video trực tuyến hoặc nghe nhạc. TV thông minh Coax 55UT 7000X tiên phong chạy hệ điều hành Android 10 với bản quyền mới nhất từ Google tại Việt Nam và phản hồi nhanh hơn, nhiều tính năng mạnh mẽ hơn với nội dung vô cùng phong phú. Bạn có thể nhận thấy TV có giao diện thân thiện và quen thuộc với người dùng. Điểm đặc biệt của chiếc remote trên TV Coax 55UT 7000X đó là nó có nút bấm riêng cho trợ lý ảo Google Assistant và nhờ vậy thì bạn không còn khó khăn tìm kiếm video trên YouTube bằng remote nữa. MediaMarkt. Tôi tìm thấy một vài vị trí siêu thị điện máy MediaMarkt gần bạn. Thời tiết hôm nay. Bằng cách ấn nút trợ lý ảo Google Assistant, bạn có thể ra lệnh bằng tiếng Việt để mở phim trên YouTube, Netflix, tắt mở các thiết bị thông minh như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt khi cùng kết nối Wi-Fi giống như thiết bị Google Home. TV Coax cũng hỗ trợ kết nối hệ sinh thái Google, kết nối các thiết bị gia dụng thông minh trong toàn bộ ngôi nhà bạn. Một số tiện ích khác cho người dùng như Daily Play, gợi ý nội dung phù hợp với bạn, công nghệ Bluetooth 5.0 2 chiều kết nối nhiều thiết bị. CastPlay từ iCasting giúp trình chiếu từ điện thoại lên TV, mang đến thế giới giải trí bất tận cho bạn. Có thể nhận thấy là chiếc TV 4K 55 inch đến từ Coax 55UT 7000X thì sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội đúng không nào? Từ thiết kế hiện đại cho đến công nghệ hình ảnh, âm thanh ấn tượng, mang đến trải nghiệm giải trí cực đã. Để sở hữu sản phẩm này, bạn chỉ cần bỏ ra số tiền chưa tới 13 triệu đồng. Thời gian bảo hành tới 24 tháng, quả là rất hời phải không ạ? Vậy còn chần chừ gì nữa mà không rinh em nó về nhà ngay. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của MediaMarkt ngày hôm nay. Và nếu như quý vị và các bạn có bất cứ thắc mắc hoặc là cần tư vấn thêm về sản phẩm thì quý vị có thể truy cập vào website mediamarkt.vn hoặc là thegioidienmay.com hoặc gọi điện tới hotline 1900 6788 để biết thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!